Lâm thấy là Lâm hả, mắc cúp lên rồi làm tóc làm ơ quần áo lên, Lâm cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Ngày xưa khi mà Lâm học trường sân khấu là ở dưới quê, Lâm là tao nói rần rần, Lâm là hot boy Đồng Nai. Tại Lâm khi mà Lâm lên ở thành phố Hồ Chí Minh á thì nhiều trai đẹp quá, nhiều hot boy quá. Với lại Lâm diễn hài á, cái mọi người quen cái nét đó rồi. Cho nên mọi người không thấy được cái nét đẹp tiềm ẩn của Lâm. Cho nên nhiều khi mọi người chịu khó mà ngắm một xíu, chịu khó mà hả khai thác Lâm một xíu thì mọi người cũng thấy cái nét đẹp tiềm ẩn trong người của Lâm. Hiện tại Lâm đang rất là đẹp trai. Ghê chưa? Lâm chỉ nhờ mắc cúp với lại nhờ làm tóc với lại quần áo thôi. Có nghĩa là Lâm thấy là người đẹp vì lụa. Tại vì ngày xưa lúc mà Lâm tự chuẩn bị, Lâm tự làm tóc, rồi Lâm tự mắc cúp, rồi Lâm tự chuẩn bị quần áo, cái Lâm thấy Lâm không có đẹp. Nhưng mà từ khi mình làm mà có thu nhập hơn xíu, mình có ekip, rồi có người chuẩn bị cho mình từng khâu, thì Lâm cảm thấy hả mình đẹp hơn. Cho nên hả Lâm nghĩ là để giữ được cái nét đẹp đó thì chỉ cần mắc cúp với lại làm tóc với lại quần áo là mình sẽ đẹp vĩnh viễn thôi. Dạ. Thì nó đại ra được bao nhiêu phần trăm Liên Minh Hô tiêu á? Thì đó, thì mọi người cứ nói Lâm là Liên Minh Hô là tại cộng đồng mạng đặt Lâm là Liên Minh Hô chứ bộ. Wow. Thì Lâm thấy ví dụ anh Liên Minh Hô ở Hàn Quốc ảnh được 10 thì Lâm cũng được. Bảy. Ê, có một cái bạn rung lắc người Hàn Quốc luôn đó, là bữa Lâm vô tình Lâm quay bạn chung một cái game show của Lâm á, Lâm hỏi rung lắc cái anh Lee Min Ho Hàn Quốc á đẹp trai như Lâm hay không, thì cái bạn rung lắc người Hàn Quốc đó bạn nói thì xem với nhau, thì Lâm nghĩ là người nước ngoài họ không có nói xạo, cho nên Lâm tin đó là sự thật. Thì hàng Việt Nam nó cũng không bằng hàng Hàn Quốc thiệt, nhưng mà nó cũng xem, Lâm nghĩ là vậy. Về cái độ đẹp trai của mình thì anh muốn điều gì muốn nói với Hiếu thứ hai? Hiếu thứ hai tuy là nó nhỏ Lâm tới 10 tuổi lận. Nếu tính ra mà nếu mà hai đứa đẻ bằng thời với nhau thì Lâm nghĩ Hiếu thứ hai không có cửa với Lâm. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tại vì bây giờ Lâm đã hơn Hiếu hai có 10 tuổi rồi, thì nếp nhăn cũng như là vết chân chim của Lâm thì đương nhiên phải nhiều hơn rồi. Nhưng mà tính ra cái đó nếu là so sánh gì là so sánh không công bằng, so sánh khập khiễng. Nếu như Lâm và Hiếu thứ hai sinh ra trong một thời điểm thì Lâm nghĩ là hả xem dễ gì hả đẹp bằng tôi. Người hay nói là anh Lê Dương Bảo Lâm là đóng một cái vai kiểu ồn ào á, thì trong phim này thì anh có phá vỡ cái gì đó và mang đến một cái Lê Dương Bảo Lâm sâu sắc. Nói về Lê Du Lâm ồn ào thì đó là sự thật, nhưng mà cái đó là cái cơm áo gạo tiền thôi. Tại vì từ trước giờ người ta book Lâm những cái game show á, là nhiệm vụ của Lâm tới là để quạt náo, cũng như là lúc nào cũng phải cầm chịch một cái chương trình hết, cho nên lúc nào cái năng lượng của mình phải tỏ ra thật là nhiều. Nhưng mà chưa có ai khai thác được cái phần nội tâm bên trong của Lâm. Nhưng mà cảm ơn Lúc Vân rất là nhiều, bạn đã thấy cái khía cạnh riêng của Lâm và bạn đã khai thác, và Lâm nghĩ là Lâm đã hoàn thành tròn vai của mình trong bộ phim Khi Ta 25. Anh có nhớ lại cái hồi mà mình 25 tuổi thì mình có những cái gì? Không, cái năm Lâm 25 tuổi là cái thời gian mà Lâm cảm giác mà Lâm đẹp nhất của Lâm á. Lúc đó Lâm bắt đầu đi tìm những cái bước đi chập chững vào nghề. Lúc đó là Lâm đi múa lửa. Thì cái thời gian đó là Lâm gọi là Lâm cảm giác là cái tuổi mà mình sung sức nhất á. Tối nào cũng đi múa lửa hết trơn á. Mà Lâm thấy là cái thời gian đó mình bị mông lung thiệt, nhưng mà cái khoảng thời gian là khoảng thời gian đẹp nhất, khoảng thời gian đam mê nhất, khoảng thời gian cháy bỏng nhất. Còn đối với có nuối tiếc cái gì không hả? Không, từ đó giờ ví dụ lúc đó Lâm đã quen Quỳnh rồi. Lúc đó Lâm đã quen Quỳnh rồi và đến bây giờ Lâm đã cưới được Quỳnh cũng như là có 3 đứa con xinh xắn, Lâm không có nuối tiếc về chuyện tình duyên của mình. Năm 25 tuổi là Lâm chưa có làm được diễn viên cho nên Lâm đi múa lửa để mà nuôi cái nghề diễn viên của mình. Nhưng mà đến bây giờ Lâm đã làm được diễn viên và có một lượng khán giả cũng như là thành công nhất định. Cho nên nhìn lại cái khoảng thời gian 25 tuổi đó thì hiện tại là Lâm chưa có nuối tiếc điều gì hết. Thì đóng cặp với Miu thì chị Quỳnh có nói gì không? Có ghen? Có, Quỳnh cứ ghen với Miu hoài. Ngộ cái khoảng thời gian đó, tại nghĩa clip Lâm mới làm lên với Miu hoài. Hai đứa bắt đầu lên hậu trường, rồi cái cảnh mà đi chơi ngoài công viên, rồi hình chụp chung với Miu. Rồi hả Quỳnh thì cũng nói là hả đi với Miu đồ. Quỳnh cũng là không phải ghen quá, nhưng mà những cái lời của Quỳnh á, giỡn. Nhưng mà Lâm sống với Quỳnh cũng 10 mấy năm rồi, Lâm hiểu. Thì Quỳnh cũng hơi ghen nhẹ, nhưng mà Lâm nói là đây là cái công việc của mình thôi, cho nên Quỳnh cũng hỗ trợ Lâm. Chứ ghen quá là sao đi làm, rồi không đi làm, rồi tiền đâu mà nuôi vợ, rồi tiền đâu mà mua sữa, mua tã cho con. Dạ,
Dạ, thì anh một lần cuối là anh kêu gọi mọi người là mọi người ơi cho cái câu thương hiệu. Ok. Cái đội đẹp trai. Ok. Dạ thưa quý vị, gió đưa cành trúc la đà con trai gọi là quảng cáo thật thà dễ thương, thì ngày 3 tháng 3 năm 2023 thì mọi người hãy nhớ ra những cụm rạp trên toàn quốc để xem Khi ta 25, để xem một bộ phim rất là dễ thương, rất lãng mạn, toàn là sói ca cũng như là một mỹ nữ gọi là thần tiên tỷ Miu. Bên cạnh đó mọi người sẽ thấy một cái khía cạnh khác của Lee Min Ho Đồng Nai, không có diễn hề nữa, không có ồn ào nữa, mà là một anh chàng dễ thương, lúc nào cũng có cái chiều sâu bên trong, rất là dễ thương và hay, mọi người ủng hộ cho Lâm.